chứ đừng có đi không. Hả? Ôi ôi, nãy giờ tưởng đâu trễ rồi, không đi chợ ai vậy, không đi chợ. Đang Ủa, đi bữa chợ đó nó xích cái cây gì gắn vô chưa hả? chưa, cây đó bị gãy cái gì nè, Cây keo rồi, cái cây nghe mua nè. vô mới được rồi, mới để sổ thụt xuống rồi đó, mới xích cái trên này đây nè, giờ chim đỡ vậy nè, đi cho nó không sụ xuống nè. Rút ra là nó sụ xuống đó. Trời ơi, bằng quần jean rồi bằng áo jean đẹp quá vậy. Được, Trời thấy không? ơi, đủ bộ hết trơn á. Hồi nãy mang vớ cho đừng đen rồi xin lột rồi. Ủa làm gì hai bên má dính gì? Nãy ăn cái gì? Cái gì cả trơn, không lấy cái khăn nào túi trơn sao. Ôi đó, chiếc xe này mua ở đâu bà hai? Ở trên mạng Dạ, mẹ nó mua hả? thấy đặt Rồi có đặt cho Tùng Lâm không? nào. Nếu Tùng Lâm chiếc xe khác nè. Chiếc khác, chiều nào về lại thì nó chiếc khác. Tàn ơi, cái vỏ nhỏ xíu mà mua cái gì Tàn? Trời ơi. Nè, nghe nè, thấy không? Viết giấy trùng trùng vỏ nữa đó. Trời ơi, cái vỏ nhỏ xíu rồi đi mua cái gì? Dưa leo về làm gì? Con dưa leo làm gì? Đổi cái nón gì sủ mất tiêu cái mặt rồi. Bột bài bột gì vậy? Cho xin miếng đi. Đây, đây. Rồi, cảm ơn con nha, cho hết rồi lấy gì ăn? Rồi lấy lại miếng. Rồi, gì mà lấy lại miếng. Thôi trả lại đó, không ăn đâu, nhường cho Su ăn đó. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, con nói đi. Dạ. Thưa cô ba, bắt tay lại thưa cô ba đi. Thưa, con Thưa đi cô ba, chợ. Trời ơi. Trời ơi. Xin nó bánh cái nó đưa hết xong cái hỏi lấy gì con ăn cái lấy lại. con này cái gì nó biết hả? Đừng có Tăng ngậm còn cái tay. thưa bà nội cho con đi. Đừng ngậm tay con. Để tay là con mặt đây. Con mặt mèo coi. Ghiền đi chợ. Làm cho xe cho mấy bà đi chơi. Ghiền đi chợ. Ở xịt dầu thơm đâu thơm vậy? Trời ơi, điệu quá, xịt dầu thơm nữa. Trời ơi. Cô Miễn ơi. Ơi. Mày biết thằng Lùng cho tiền nó thằng Lùng. Về thằng Lùng trốn đóng cửa đi bỏ nó trong nhà không cho đi theo, nó nói sao không? Chú Lùng kỳ cục quá. Mời bà nào không cho tiền chú Lùng nữa nha. Rồi lên đường đi. Đó. Chiếc xe đẩy tiện chứ. Rồi, Su Su với bà nội đi chợ rồi. Bye bye cả nhà nha.